Tử vi tuổi Quý Mão năm 2024, nam mạng chi tiết nhất. Nếu quý bác tuổi Quý Mão 1963 quan tâm tới tử vi năm 2024, thì cùng Tử vi Việt Nam luận giải chi tiết nhất năm 2024 tuổi Quý Mão sao gì chiếu mạng, vận hạn gì, sức khỏe và gia đạo ra sao trong phần luận giải này nhé. Dưới đây là tổng quan thông tin tuổi Quý Mão năm 2024 và tử vi Việt Nam căn cứ theo các thông tin này để luận giải tới quý vị. Mão là quá lâm chi thố, tức là thỏ qua rừng, gặp năm Thìn chủ về lục phá. Tuổi Âm là 62 tuổi, sinh từ ngày 25 tháng 1 năm 1963 đến ngày 12 tháng 2 năm 1964. Về ngũ hành bản mệnh, kim bạch kim là vàng trắng. Gặp năm 2024 là hỏa khắc nhập xấu. Thiên can quý, ngũ hành thuộc thủy, gặp năm 2024, thiên can giáp, ngũ hành thuộc mộc là bình hòa. Về cung phi là khảm thủy, gặp cung phi năm 2024 là chấn mộc, chủ về thiên y. Về tướng xương và tướng tinh là xương con thỏ và tướng tinh con hươu. Về tứ trụ là thiên hòa, địa hòa. Theo bản mệnh, dự đoán tử vi nam mạng 1963 cho năm 2024 cho thấy người có ngũ hành bản mệnh là kim sẽ gặp khó khăn về mặt sức khỏe, có thể gặp phải bệnh tật hoặc đau ốm. Năm này cũng đồng thời mang đến nhiều khó khăn trong công việc, gặp nhiều trở ngại và thách thức. Đầu tư kinh doanh không mang lại lợi nhuận như kỳ vọng, tiền bạc đầu tư vào nhưng không thu được kết quả như mong đợi. Về mặt gia đạo và tài chính, năm 2024 cũng không thuận lợi, đặc biệt là vào tháng 8 âm lịch. Theo thiên can, theo tử vi nam mạng 1963, trong năm 2024 thì người tuổi này có thiên can là quý, ngũ hành thuộc thủy, gặp năm 2024 với thiên can là giáp, ngũ hành thuộc mộc, tạo thành quan hệ bình hòa. Điều này đồng nghĩa với việc năm này người tuổi này cần cẩn trọng khi có ý định mưu cầu bất cứ việc gì, vì mọi việc có thể không thuận lợi như mong đợi. Theo dự báo từ tử vi Quý Mão năm 2024, nam mạng tuổi này sẽ gặp may mắn trong việc thu hút tài lộc trong năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tiền bạc có thể chỉ ổn định, chưa đạt được mức độ phát triển cao. Ngoài ra, sức khỏe của người tuổi này không tốt và dễ gặp các vấn đề đau ốm. Do đó, việc thăm khám định kỳ và chăm sóc sức khỏe đều rất quan trọng và cần được lưu ý trong năm nay. Theo địa chi, dự đoán tử vi nam mạng 1963 trong năm 2024 cho người nam mạng tuổi Quý Mão cho biết địa chi của người tuổi này là Mão, gặp địa chi năm 2024 là Thìn, mang ý nghĩa về lục phá. Trong năm 2024, người tuổi Mão sẽ đối mặt với nhiều khó khăn trong công việc, việc làm không thuận lợi và có thể gặp phải biến động. Bên cạnh đó, mối quan hệ ngũ hành giữa địa chi năm và tuổi là tương khắc, dẫn đến sức khỏe của chủ mệnh cần được chú ý trong năm, có khả năng gặp phải hao tốn nhiều. Gia đạo của người tuổi này trong năm cũng có thể gặp những chuyện buồn, thất vọng. Trong năm 2024, người nam mạng tuổi Quý Mão cần cẩn trọng trong công việc và đảm bảo tốt sức khỏe. Nếu gặp khó khăn hay rắc rối trong gia đình, hãy giữ bình tĩnh và cố gắng giải quyết một cách hợp lý. Theo cung phi, cung phi của người tuổi này là khảm thủy, gặp cung phi chấn mộc của năm Giáp Thìn, đánh dấu một năm chủ về thiên y. Trong năm Giáp Thìn, sức khỏe của những người sinh năm này có xu hướng tích cực, không gặp nhiều vấn đề ốm đau. Tử vi nam mạng 1963 dự đoán năm 2024 sẽ mang lại ổn định về tài chính, có khả năng kiếm được tiền và được sự hỗ trợ từ những người quý nhân, từ đó mang đến sự đổi mới liên tục trong công việc. Tuy nhiên, theo tử vi, ngũ hành cung phi tuổi là thủy, gặp ngũ hành mộc của cung phi năm là tương sinh. Điều này dẫn đến công việc và làm ăn không thuận lợi, có khả năng gặp khó khăn và hao tốn tiền bạc, đồng thời cần chú ý đến sức khỏe. Theo tứ trụ, thiên hòa, địa hòa, năm 2024
dự báo mang đến nhiều khó khăn và không thuận lợi cho người nam mạng tuổi Quý Mão. Mọi việc trong năm này không diễn ra như ý muốn và bạn khó có thể phát huy sức mạnh của bản thân. Việc mưu cầu trong phương diện công việc cũng gặp nhiều trở ngại và không thuận lợi. Chiếu theo sự vận chuyển của năm Giáp Thìn đối với tử vi tuổi Quý Mão, dự báo công việc làm ăn khá tốt và có sự tăng tiến trong sự nghiệp. Việc mưu cầu về phương diện tiền bạc cũng khá hành thông. Ngoài ra, trong gia đình của nam mạng tuổi Giáp Thìn năm 2024 có tin vui về thêm người đưa tới. Tuy sức khỏe có đau ốm nhưng cũng nhanh khỏi bệnh. Kết luận, tử vi nam mạng 1963 cho năm 2024 cho thấy triển vọng khá tốt trong cuộc sống và công việc gặp may mắn, đặc biệt là có tin vui về nhà cửa và nơi ăn ở. Trong lĩnh vực kinh doanh, năm này mang đến cơ hội mở rộng và sự tính toán mới về công việc. Đối với gia đạo, năm 2024 cũng đem lại tin vui với sự thêm gia thế trong gia đình. Về sao chiếu mệnh là sao Thái Âm Thủy Tinh. Thái Âm rực rỡ cung hằng, tháng 9 tiền bạc dư ăn để dành, tháng 10, 11 hạn hành, tránh hai tháng ấy mới lành bản thân. Sao Thái Âm trong tử vi tượng trưng cho hình ảnh mặt trăng, dự đoán tử vi năm 2024 cho người nam mạng sinh năm 1963 cho thấy vào năm này sẽ nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ từ bạn bè, đặc biệt là về phương diện tiền bạc nên được gọi là tài tinh. Nếu người này chưa lập gia đình thì năm Giáp Thìn có thể gặp cuộc tình duyên kỳ ngộ hoặc tìm kiếm được người vợ trong năm này. Tháng 9 âm lịch được xem là tháng tốt nhất để tìm kiếm may mắn trong tình cảm. Về sao Hạn. Hạn Diêm Vương, đại hạn. Diêm Vương thừa kiện kỵ ngay, phải phòng mà giữ, động giải văn thư. Đầu năm khấn nguyện hết lòng, cúng sao giải hạn, thoát vòng tai ương. Theo tử vi nam mạng 1963 trong năm 2024 thì dự đoán sẽ đem lại một số hạn xấu liên quan đến tiền bạc và có thể gây mất mát hoặc bất lợi khi thừa kiện trong năm. Hạn xấu này cũng có thể tác động đến mối quan hệ vợ chồng, dẫn đến thiếu hỏa khí và dễ nảy sinh các xung đột hay mâu thuẫn. Tuy nhiên năm này cũng mang đến một hạn Diêm Vương, cho thấy trong lĩnh vực kinh doanh, người nam mạng có thể gặt hái được lợi ích về tài lộc. Do đó, năm 2024 có thể là thời điểm tốt để mưu cầu và đầu tư trong kinh doanh. Trong năm 2024, người nam tuổi 1963 nên cẩn trọng trong các vấn đề về pháp lý và tài chính, cũng như tập trung vào giữ gìn hòa khí trong gia đình. Đồng thời, nắm bắt cơ hội và mưu cầu kinh doanh cẩn thận để có thể hưởng lợi từ hạn Diêm Vương. Về hạn tuổi. Nam mạng tuổi Quý Mão trong năm 2024 phạm hạn Kim Lâu. Về vận niên là hầu thực quả, tức là tốt. Vận niên hầu thực quả dự báo mang đến ý nghĩa tốt cho người tuổi 1963 trong năm 2024 với hình ảnh khỉ ăn trái. Nằm Giáp Thìn hứa hẹn mang đến nhiều may mắn và thành công trong mưu cầu kinh doanh. Bạn sẽ tiến bộ mạnh mẽ và đạt được thành công cho dù có thể gặp sự ghen tị từ người khác. Từ tử vi cho thấy, trong năm 2024, bạn đã tìm được hướng giải quyết cho những khó khăn và khúc mắc trong các công việc từ trước đó. Đối với tình duyên, cần giữ mình, thủy chung và cẩn thận, vì có thể bị nghi kỵ và ghen tuông từ những người xung quanh. Năm 2024 được dự báo là một năm thuận lợi cho bạn, đặc biệt trong sự nghiệp và công việc. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng trong các mối quan hệ tình cảm để tránh những rắc rối không đáng có. Tóm lại, sau khi tử vi Việt Nam luận giải năm 2024 sẽ là một năm đầy thách thức nhưng cũng đầy cơ hội cho nam giới tuổi Quý Mão. Tử vi Việt Nam xin kính chúc quý bác luôn gặp may mắn và đạt được thành công như ý muốn. Nếu quý bác muốn xem tử vi chi tiết cho người thân trong gia đình, đừng quên để lại lời nhắn phía dưới cho chúng tôi nhé.